một kiệt tác mới xuất hiện với thiết kế hoàn toàn khác biệt. Máy xay nấu đa năng Unie V1. Lưỡi xay 8 lá là bằng inox 304, tiêu chuẩn Nhật Bản, an toàn khi sử dụng. Chế độ nấu đan sen giúp thành phẩm sữa nhuyễn, mịn, thơm ngon và bổ dưỡng. Tốc độ xay 4.500 vòng 1 phút. Chỉ với 25 phút cho 1 ly sữa hạt, 2 phút với chế độ sinh tố hoàn hảo. Máy xay công suất 1.000W, xay tinh hơn bất cứ loại máy nào bạn đang có. 30 phút, có cháo thơm ngon cho cả gia đình. Đặc biệt, các bé trong giai đoạn ăn dặm, đơn giản chỉ với 3 thao tác, máy sẽ thực hiện xay nấu hoàn toàn tự động sau khi bấm nút. 20 phút, cho chế độ nấu súp quá tuyệt vời, giúp các bà nội trợ thảnh thơi, có nhiều thời gian dành cho gia đình. Unie V1, sản phẩm được kiểm tra, đạt tiêu chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Unie, thương hiệu máy nấu sữa hạt hàng đầu Việt Nam.